nếu để Tô lật tổng, Phan Văn Giang có thể trả giá đắt. Sau khi Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ dụng, dư luận đã đặt ra khả năng liệu Tô Lâm có đốn nốt trụ tổng để bản thân lên ngôi hoàng đế hay không. Không ai có thể biết được Tô Lâm nghĩ gì, nhưng quan sát những động thái mà Tô Lâm đã làm thì rất có những khả năng ông sẽ thực hiện cú lật đổ vĩ đại lớn nhất từ trước đến nay để mà lên ngôi. Tô Lâm đánh Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ là đánh trực diện, đánh tổng lực. Tuy nhiên, hai cú đánh này đã lộ rõ ý đồ đánh tỉa của ông nhắm vào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bởi trước khi đốn một cây cổ thụ, người ta sẽ cắt từng cành nhánh của nó trước. Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ là hai nhánh lớn nhất trong số các cành nhánh vây quanh ông Tổng. Nếu Tổng Bí thư bị triệt thì Tô Lâm lên Tổng Bí thư và sẽ là Bí thư Quân ủy Trung ương. Cứ mỗi lần hạ được một thuộc hạ của ông Tổng thì thế và lực của Tô Lâm lại mạnh hơn. Trước đây Tô Lâm chỉ cho bắt một vài quan chức, nay ông bắt luôn một rừng quan chức. Điển hình là vụ bắt một loạt 12 quan chức và cựu quan chức của tỉnh Bình Thuận. Cho bắt một lần nhiều quan chức như thế, Tô Lâm đang phô diễn cho các đối thủ của ông biết sức mạnh hiện nay của ông như thế nào và từ đó trấn áp tinh thần những kẻ chưa bị gọi tên. Mới đây, Bộ Công an triển khai dự án xây dựng sân bay Gia Bình tại Bắc Ninh. Thông tin chính thức cho biết sân bay này phục vụ cho đơn vị không quân của lực lượng Công an Nhân dân mà người đứng đầu là ông Tô Lâm. Như vậy, Bộ Công an muốn xây dựng cả lực lượng không quân riêng và câu hỏi đặt ra là để làm gì? Nhiệm vụ của Công an là lo an ninh nội địa, không phải trách nhiệm chống ngoại xâm. Vậy dùng không quân để làm gì đây? Hay là để chuẩn bị bảo vệ ngai vàng trong Bộ trưởng Bộ Công an khi ông ngồi đến chiếc ghế cao nhất của Đảng? Hiện nay trong Đảng ủy Công an có ông Tô Lâm là Bí thư Đảng ủy, các ông Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính và Ủy viên Thường vụ. Tuy nhiên ngồi ghế thành viên thường trực Đảng ủy Công an, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng không hề cầm cương được con ngựa chứng Tô Lâm. Có thể nói hiện nay Bộ Công an đã vụt khỏi tầm tay của ông Tổng Bí thư từ lúc nào. Để cân bằng với một lực lượng vũ trang thì chỉ có thể là một lực lượng vũ trang khác có hỏa lực và trang bị tương đương hoặc mạnh hơn. Như vậy để kiểm soát sự lộng hành của Bộ Công an thì chỉ có thể là Bộ Quốc phòng. Hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng là Bí thư Quân ủy Trung ương, nghĩa là trong Đảng ủy quân đội ông Trọng cũng là sếp của ông Phan Văn Giang. Nếu tận dụng được vị trí này, ông Trọng có thể ngăn cản được sự lộng hành của Tô Lâm. Nhưng câu hỏi đặt ra, thế lực hiện nay của ông Tổng có còn sai khiến được Bộ Quốc phòng nữa hay không? Nếu Nguyễn Phú Trọng và Phan Văn Giang không bắt tay nhau để ngăn cản Tô Lâm thì có thể cả hai sẽ phải trả giá rất đắt trong thời gian tới. Trong cơ cấu của Đảng và Nhà nước, vị trí nắm binh quyền lớn nhất là Bộ Quốc phòng, với vai trò Bộ trưởng hiện nay thuộc về ông Phan Văn Giang. Nhưng cho đến bây giờ, ông Giang vẫn luôn đứng ngoài cuộc đấu đá cung đình do Tô Lâm khởi xướng. Đứng ngoài cuộc tọa sơn quan hổ đấu là khôn ngoan hay thiếu khôn ngoan là một câu hỏi khó trả lời. Nếu ra mặt ngăn cản Tô Lâm thì có thể bản thân ông Phan Văn Giang sẽ dính thương tích, thậm chí nếu bất cẩn có thể chính ông sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Tuy nhiên nếu chỉ bàng quang đứng ngoài thì liệu sau đó Tô Lâm thành công chiếm ghế Tổng Bí thư có thể để yên cho ông hay không? Hay lại đưa người đồng hương Hưng Yên là Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lên thay? Ngoài ra Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1 cũng là người Hưng Yên. Nếu ông Trọng và ông Phan Văn Giang không đồng lòng dùng quân đội để ngăn cản Tô Lâm, có thể cả hai ông sẽ phải trả giá rất đắt khi Tô Lâm bước lên ghế Tổng Bí thư. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin nếu để Tô lật tổng, Phan Văn Giang có thể sẽ trả giá đắt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Mùa dịch tứ trụ 36 ngày, hai trụ gục, trụ tổng đang như nến trước bão. Như mọi lần, một lần nữa, Trung ương Đảng lại khẳng định tin đồn chính là sự thật. Chiều ngày 26 tháng 4, các báo nhà nước đồng loạt đưa tin, xét theo nguyện vọng cá nhân,
Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15. Thực tế, chẳng có cái gọi là nguyện vọng cá nhân nào của ông Vương Đình Huệ cả, mà ngược lại, ông Huệ rất cứng đầu, không chịu buông bỏ quyền lực. Chỉ vì quá rõ ràng nên khiến ông không thể chối cãi được, đành phải viết đơn xin từ chức để bảo toàn danh dự. Trong kế hoạch của ông Huệ, ghế Chủ tịch Quốc hội chỉ để ngồi tạm trước khi được cơ cấu thay cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở kỳ đại hội tới đây. Nhưng không may lại lòi ra một Tô Lâm phản chủ, đánh ông bay ra khỏi ghế, khiến ông phải ôm lấy thất bại, nhục nhã, ê chề. Vương Đình Huệ chính thức bị chóc gốc, đúng như tin đồn. Chỉ mới ngày 20 tháng 3, ông Võ Văn Thưởng bị Trung ương Đảng loại khỏi chức vụ Chủ tịch nước, thì 36 ngày sau, đến lượt ông Vương Đình Huệ cũng bị loại. Cả hai trụ này đều là nạn nhân của ông Tô Lâm, là Bộ trưởng Bộ Công an hiện nay. Và quả thực, Tô Lâm đã lập một kỳ tích, lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu, chỉ trong 36 ngày đã bẻ gãy được hai trụ trong tứ trụ. Như vậy, kế hoạch bồi dưỡng nhân sự để truyền ngôi của ông Tổng Trọng đã bị Tô Lâm phá cho tan tành. Có thể nói, khi ông Võ Văn Thưởng nhận chức Chủ tịch nước vào năm ngoái, thì trong bốn trụ đã có ba trụ là thuộc phe lò của ông Tổng. Nhưng giờ đây, thế chân vạc, tường vững như bàn thạch ấy đã bị Tô Lâm bẻ hết hai chân, chỉ còn lại một mình trụ Tổng chờ vờ. Có thể nói, Bộ Chính trị chưa bao giờ khủng hoảng nhân sự như bây giờ. Cả thể chất và sức khỏe chính trị của ông Trọng giờ đây đang hội tụ về một điểm, đó là yếu. Sức khỏe, thể chất của ông đã như ngọn nến trước gió, có thể ông sẽ ra đi theo Bác Hồ của ông bất cứ lúc nào. Sinh mạng của ông đang trong tình trạng sống được ngày nào hay ngày đó. Giả sử lúc này có đồng chí nào đó bỏ thuốc cho ông, thì cũng mọi người chỉ nghĩ là ông ra đi do bệnh tật thông thường. Với ông Trọng, đối thủ mà ra tay như ai đó đã làm với Trần Đại Quang trước đây thì cũng sẽ tránh được tai tiếng. Tuy nhiên, sức khỏe chính trị của ông Tổng là một vấn đề cũng rất lớn vì nó có thể ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia. Bộ khung đã từng làm nên sức mạnh của ông Tổng trong nhiều năm giờ đây đã tan đàn xẻ nghé kể từ khi ông Tô Lâm bất ngờ tạo phản. Nói về nghiệp vụ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương chắc chắn không thể theo kịp Bộ Công an. Cho nên giờ đây, trong các vụ xử lý kỷ luật các lãnh đạo cấp cao, ông Trần Cẩm Tú luôn là người bị động trước Tô Lâm. Cụ thể là vụ xử lý kỷ luật ông Vương Đình Huệ, ông Trần Cẩm Tú nhận kết quả điều tra từ ông Tô Lâm và buộc phải làm theo. Tổng Bí thư giờ đây đã như ngọn nến trước bão vậy. Từng là đệ tử ruột của Nguyễn Phú Trọng, nay Trần Cẩm Tú phải làm theo yêu cầu của Tô Lâm. Bởi Tô Lâm có công cụ để điều tra, và một khi kết quả điều tra vi phạm vào những quy định mà đảng viên không được làm do chính ông Tổng Bí thư ban hành, thì Trần Cẩm Tú có muốn làm trái ý Tô Lâm cũng không thể được. Có thể nói ông Trần Cẩm Tú đã bị Tô Lâm điều khiển. Như vậy, xung quanh ông Tổng không còn thế lực nào đủ mạnh để mà che chắn cho ông trước một Tô Lâm hùng hãn. Nếu nói trước đây sự nghiệp chính trị của ông Trọng được gắn chắc chắn về phía trước rất an toàn, thì giờ đây đã trống hờ trống hoác. Trong khi cơn bão do Tô Lâm tạo ra đang càn quét mạnh về phía ông, nó đổ ập lên ông bất cứ khi nào. Nhiều nhà phân tích dự đoán sau khi hạ được Vương Đình Huệ thì mục tiêu kế tiếp của Tô Lâm sẽ là ông Tổng Bí thư. Nếu đây là sự thật, không rõ ngọn nến Tổng Trọng có trụ nổi trước cơn bão này hay không. Quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin mùa dịch tứ trụ 36 ngày, hai trụ gục, trụ Tổng đang như nến trước bão. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.